Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình On Green. Hôm nay trong chương trình On Green tôi sẽ trải nghiệm hố gôn 9D với anh Dương Quang Huy là giám đốc gôn ở sân gôn này, và anh ấy đang chơi là handicap 9. Hố gôn 9D này là một hố gôn, nói chung là nếu mà chúng ta chơi lần đầu tiên thì nhìn không có gì là khó, nhìn fairway rất là rộng, nhưng mà trong hố này có rất nhiều các cái bẫy mà golfer không có thể thấy được từ trên tee. Anh Huy, thì cái hố gôn này là 482 yard từ tee vàng, thì tôi sẽ cố gắng đánh par, mặc dù hố gôn này là một hố rất là dài. Bây giờ là sáng sớm nên điều kiện sân cũng hơi mềm. Tôi nghĩ là cái driver của tôi sẽ không có lăn được xa như tôi thường đánh ở những sân có điều kiện cứng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể đánh 2 on được và đánh par hố này. Còn đối với anh Huy thì anh Huy xử lý ra sao? Vâng, thì tình huống xử lý đối với hố 435 yard này với chỉ số là index là khó nhất ở khu này, thì tôi mục tiêu của tôi là tôi sẽ ghi được điểm bogey, là cái điểm số mà tôi hài lòng. Tuy nhiên với cái second shot thì tôi cố gắng tôi điều trái banh của tôi vào một cái vị trí khoảng cách ưa thích của tôi là 50 yard để tôi có thể thực hiện được một cái cú chip dễ dàng ôm cờ để ghi điểm par. Còn không thì tôi sẽ đi được điểm bogey thì tôi cũng rất là hài lòng. Mời các bạn xem chương trình trải nghiệm hố gôn 9D của chúng tôi hôm nay và xem cách xử lý của tôi và anh Huy handicap 9 khác nhau như thế nào trong ngày hôm nay. Trái bóng của tôi đánh hơi về bên trái, phần bên trái của fairway. Tôi nghĩ là với cái điều kiện của sân bây giờ thì không có đủ để lăn xuống cái dốc. Nhưng mà nếu mà trời nắng và thời tiết nóng hơn một chút thì đấy là sẽ là một cái cú đánh rất là tuyệt vời. Tôi cũng nghĩ như ý của anh nhất. Good shot. Rất đẹp. Ok. Bóng cũng rơi vào phần bên trái của fairway. Đúng rồi, tôi tôi thấy là có một cái độ nảy rất là xa. Vì để mà mình tiếp cận cờ một cái vị trí thuận lợi thì chỉ có khu vực bên trái nó có một cái phần là cái fairway nó tương đối là bằng phẳng. Thì rất là thuận lợi cho cú đánh second shot của mình. Các cái bunker bên phải của hố gôn này không thể nào mà các golfer có thể đánh on green được từ những cái bunker bên phải của fairway. Đúng rồi. Thì Nhất cũng biết được là hầu như những cái golfer ở đây mà tôi quan sát thấy thì đa số là người ta sẽ đánh cái driver như Nhất nói là sẽ hướng vào bên phía trước cái bunker bên phải, tại vì họ sẽ không đánh được bunker. Tuy nhiên cái sự khó khăn khi mà golfer chúng ta đưa cái banh qua bên phải trước bunker là cú đánh second shot của mình sẽ bị khuất cái bờ bunker và nằm sát bên phải của mép bunker, đó là sẽ có một cái OB, tức là khu vực ngoài biên. Đấy, cho nên là cú đánh nó gần như là chúng ta sẽ rất là khó có thể thấy được những cái chướng ngại. Cũng rất là nhiều lần tôi đánh ở cái hố gôn này và gần như là nếu mà cách biệt hai gậy thì cũng không có là ý nghĩa gì nhiều. Tại vì cái hố gôn này có thể là các golfer đánh chênh lệch nhau hai gậy là chuyện bình thường. Cái điểm mà đáng lưu ý trong cái đường golf này nữa là về cái thiết kế của cái mặt green. Thì xin nữa nhấc lên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là một nửa phần bên trái là sẽ nghiêng và hướng về phía bên hồ. Cho nên là những cái cú đánh mà từ giữa green qua trái thì khả năng là bóng sẽ lăn xuống nước rất là cao. Và hồ này thì hình như là cọc vàng đúng không anh Huy? Từ khoảng 50 yard ôm phía sau rin thì lại là cọc vàng. Còn từ 50 yard mà trở về phía ngược bên tee là chúng tôi là set up là bằng cọc đỏ.
Anh Huy có thể nói thêm lý do là tại sao mà chia một nửa là cọc đỏ, một nửa là cọc vàng? Tại vì cái phần cọc vàng ở đây là sân cũng ra được với cái luật là địa phương tại sân golf Tân Sơn Nhất, tại vì để một mảng để tăng được cái tốc độ chơi. Hầu như những golfer đánh xuống nước rất là nhiều. Và nếu như mà chúng tôi không làm một cái dropping zone cho cái cọc vàng thì khả năng là người chơi sẽ đánh lại cái vị trí mà vừa đánh ở phía trên. Ví dụ như tầm khoảng 100 gia hoặc là 150 gia thì sẽ tăng cái tốc độ chơi rất là nhiều và ảnh hưởng đến cái phần tốc độ chơi chung của sân. Bóng của anh nằm ở vị trí tương đối là bằng phẳng. Nhưng dốc chơi bóng thì nằm hơi trên chân của anh Huy một tí. Hiện tại thì banh của tôi đang nằm ở trên fairway rồi. Tuy nhiên hồi nãy như Nhất nói là banh cao hơn so với cái thế đứng của tôi. Tức là đây là một trong những cái vị trí là bẫy của chân cho cái người golfer. Nếu chúng ta không để ý kỹ thì banh của chúng ta sẽ xu hướng sẽ cúp vào bên trái và nó sẽ rớt vô cái phần khu vực cọc vàng hoặc cọc đỏ ở phía trên. Thì với khoảng cách là như các bạn thấy là 200 yard tới cờ thì thông thường thì tôi sẽ đánh khoảng cây rescue. Tuy nhiên xác suất thành công của nó thì cũng không cao tại vì banh lên còn lăn. Cho nên là tôi sẽ quyết định là tôi sẽ chọn cây bẫy sắt. Tôi đánh được tầm khoảng 160 gia tới 165 gia thì cú đánh tiếp theo của tôi chip lên cờ là khoảng 30 hay 40 gia thì đó là khoảng cách chip sở trường của tôi. Thì nếu như may mắn thì tôi sẽ được điểm pha, còn không thì tôi đã đạt được cái điểm bogey là cũng là rất hài lòng khi mà tôi đã ghi lên một cái plan, một cái kế hoạch từ khu vực trước tee tôi phát bóng rồi. Nói chung hố này là hố index 1 nên điểm bogey thì cũng không có ảnh hưởng đến cái đối với handicap chính của tôi thì đây là đúng ra là tôi phải ghi điểm bogey. Okay. Vâng. Tôi đã điều banh vô khu vực fairway và cũng tầm chắc khoảng 4-50 gia. Rất may mắn là bóng của tôi đã lăn được một phần nào đó của cái dốc. Nhưng mà tất nhiên là vẫn gặp cái khó khăn là bóng ở điều kiện là hơi xuống dốc. Xuống dốc một tí. Và chúng ta cũng thấy được rằng hiện tại bây giờ gió đang là hiện tại là gió ngược. Điều mà tôi luôn làm trước khi tôi thực hiện cú đánh là kiểm tra gió đang ở đâu. Thì bóng của tôi đến cờ thì khoảng tầm 135 yard tại vì hôm nay là cờ đỏ. Và tôi nghĩ là cờ đỏ ở sân golf này là cái cờ khó nhất tại vì green tương đối là cứng so với các sân golf khác. Và Nhất cũng thấy được rằng là những cái vị trí cờ đỏ là những cái vị trí mà rất là sát so với cái những cái chướng ngại. Và ở đây là những khu vực phạt là nước cọc và chúng ta thấy là cọc vàng. Đấy, hầu như những cái sân này là đều sát những cái chướng ngại nước lắm. Dù gió hơi trái qua phải nhưng mà tôi cũng vẫn sẽ nhắm phải cờ để hy vọng đưa bóng vào vị trí an toàn. Ok, sao? Do cờ trước và nước nên một phần nào đấy là tôi ra lực nó hơi mạnh hơn một tí. Vâng. Để bảo đảm là trái bóng của tôi không có bị xuống nước cọc vàng. Và tôi thấy là vị trí của Nhất lại banh over ra phía sau phần green. Cho nên là tôi nghĩ là cái green này thiết kế cũng khá là khó. Đòi hỏi là phải canh lực rất là chuẩn để chúng ta vượt qua hai cái dốc thì mới có thể là ôm được cái cờ đỏ này. Tôi và anh Huy đã nói là cái green ở đây rất là cứng. Nên bóng mà đậu on green thì thường là phải lăn đi một quãng mới dừng được.
Dạ vâng. Và Nhất cũng thấy hồi nãy tôi cũng có nói rằng một trong những cái hiểm họa mà cho cái đường góp này là khi mà chúng ta càng đi lên rin thì chúng ta thấy là cái đường gom bắt đầu nó thu hẹp lại dần. Và bên trái là khu vực phạt cọc đỏ, cũng như ở bên phải chúng ta là chúng ta thấy là UB sát ngay cái đường cam bát của mình. Cho nên là chỉ cần một cái sơ suất nhỏ trong cú second shot của mình thì người golfer phải trả giá cho cái hố này. Thì bóng của anh layup ở đây cũng không hẳn là một cái layup dễ. Vâng. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái thế đứng của tôi cũng đang nằm ở trên một khu vực cũng không có bằng phẳng lắm. Và tôi cũng rất hài lòng về cú đánh second shot của mình. Điều banh vô cái khoảng cách đây là cũng tầm khoảng là 35 giác tới cờ. Và với cái vị trí này thì tôi có xu hướng là tôi sẽ đánh bên phải cờ chút xíu và thiếu để cho cái cú bích của tôi á, là bích lên dốc thì dễ ghi được điểm par hơn. Tại vì nếu mà tôi chip mà over, lăn qua sườn dốc thì rất là khó cho tôi có thể ghi được hai bích. Và nói chung là sau khi anh đã lay up tới cái cự ly mà anh mong muốn thì bây giờ cái điểm par đã đâu đấy lấp ló trong cái game plan của anh đúng không anh Huy? Thực sự thì đâu đó tôi vẫn là mong muốn một điểm par, nhưng mà cái game của tôi đã set từ đầu lúc ở tee rồi, cho nên là tôi vẫn luôn luôn là hài lòng nếu tôi chip một ca phát lên on và tôi hai bích ghi được điểm bogey. Như tôi nói là may mắn thì tôi sẽ ghi điểm par thôi. Và hy vọng đây là cái khoảng cách là sở trường của mình, cho nên là tôi có thể ghi được cái điểm đưa bóng vô gần lỗ. Ok. Cú chip đấy nói chung là rơi hơi xa hơn anh dự tính, nhưng mà bóng vẫn trong cự ly nói chung là hợp lý. Nói chung là vẫn trong nằm tầm kiểm soát cho cú bích của tôi sắp tới, và khả năng thì tôi vẫn thể ghi được cái điểm par, tại vì với khoảng cách này là tầm khoảng tôi nghĩ là khoảng 7 feet. Và chúng ta đi lên green thì thấy cũng giống như anh nói là từ cái cự ly 200 yard của anh trên fairway mà anh đánh bóng bằng ghế rescue. Đúng. Thì có thể là bóng rớt trên green nhưng mà sẽ lăn theo sườn dốc và có thể đi xuống nước. Nếu mà lăn qua bên phải thì khả năng là lăn thẳng xuống và đi xuống nước và có cái cọc vàng ở phía sau green. Còn nếu không thì nó sẽ cúp qua bên trái và cũng lại xuống nước. Và chúng ta khi mà xuống nước thì như nãy tôi có nói là có một cái luật địa phương tại sân thì sẽ bố trí một cái dropping zone, là khu vực thả và chịu phạt một gậy. Tuy nhiên cái khu vực dropping zone nó cũng ở nằm một cái phần rất là dốc và cũng rất là khó. Bóng của tôi rơi ở vị trí là giữa green. Vâng, cái khúc giữa green bên này. Thì tôi nghĩ là tại vì cái phần nước đã làm ảnh hưởng đến cái lực đánh của tôi một phần nào đấy. Làm cho tôi hơi nhấn mạnh hơn ở cái chỗ tiếp xúc bóng. Tại vì tôi không có muốn là bóng của tôi rơi vào trong cọc vàng. Tại vì rơi vào cọc vàng thì tôi có một cái vị trí drop và drop zone cũng không hẳn là dễ. Và anh Huy có cái lời khuyên nào cho tôi ở cái cú putt này không? Tại vì hiện tại bây giờ thì Nhất cũng thấy được rằng là cái dốc nó đổ rất là nhiều từ bên trái qua, và cú putt của mình là lên dốc xong hết 2/3 đoạn đường nó lại xuống dốc lại. Cho nên đó là mục đích của mình bây giờ là Nhất đưa lên phía bên trái, càng bên trái cờ càng tốt, và làm sao để đẩy cho banh nó qua lỗ một chút xíu. Mục tiêu mình là phải qua lỗ để cho cú bích tiếp theo của Nhất nó lên dốc thì sẽ dễ dàng hơn cho cú bích tiếp theo của Nhất. Okay. Và nếu như bích vào luôn thì ghi được điểm birdie thì quá tốt. Tôi cũng hy vọng vậy, nhưng mà nói chung là cái cự ly khá là xa. Tôi cũng chỉ nhắm là hai bích. Okay. Chúc thành công với cú bích nha. Ok, tôi sẽ cố gắng. Cú putt này khá là xa nên tôi vẫn giữ cờ bên trong hố.
Vô. Wow. Nói chung là dốc đổ rất nhiều. Như anh Huy đã nói, tôi phải nhắm là phải hơn một cây cờ. Vâng. Mặc dù là cái đấy thì nếu mà nhìn sơ sơ thì thấy là cái nhắm mà một cây cờ đấy thì hơi nhiều, nhưng mà nếu mà nhìn về cái dốc ở giữa đây, đúng rồi, là nó sẽ đẩy trái bóng về hướng xuống nước khá là nhiều. Và cái bích của Nhất vừa rồi là quá tốt luôn. Và tôi nghĩ là tôi rất là hài lòng với cú bích như vậy. Vâng. Và điểm 3 cũng không phải là một điểm tệ. Và tôi xin phép tap in trước. Ok. Anh Huy có muốn tôi để cờ lại cho anh Huy hay là tôi tháo ra? Cứ để cờ cho Huy thôi. Tại giờ từ luật mới bây giờ là mình không có bị phạt khi mình bóng đụng cờ. Cho nên là tôi để đó để tạo thêm cái sự tự tin cho cú bích của mình. Ok. Quá hay. Quá hay, quá hay. À, cảm ơn. Nói chung là một điểm par phải nói là rất là hay, và anh đã chơi đúng theo cái game plan của anh từ lúc trên tee. Và điểm par này coi như là một cái bonus rất là xứng đáng. Tôi cũng rất là vui khi mà mình ghi được điểm par hố này, rất là nằm ngoài cái mong đợi của mình. Và tôi thấy là cái hố này mặc dù là nhìn rất là dễ như anh em mình nói trên trên tee thì, nhưng mà có rất nhiều chướng ngại vật mà các golfer phải lưu ý. Thì cảm ơn anh Huy đã tham gia chương trình trải nghiệm hố golf 9D này. Và các bạn đã thấy là cách xử lý tình huống của hai golfer ở hai tee khác nhau. Và hy vọng là các bạn sẽ rút được kinh nghiệm trong lần sau các bạn đánh ở hố golf 9D này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong chương trình On Green kỳ sau.